Nằm trong chương trình lễ trao quyết định kết nạp lớp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 của thành phố Bí. Chiều ngày 25 tháng 10, đoàn đại biểu dự buổi lễ do đồng chí Nghiêm Xuân Cường, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trường đoàn đã dân hương, dân hoa tại Đài tưởng niệm Bắc Hồ, phường Trương Vương. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, 113 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng trong dịp này. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng, bởi theo bác đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của đảng ta. Thấm nhuần lời dạy của bác, trong những năm qua các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ thành phố bí đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức xác định và vận dụng đúng đắn tiêu chuẩn đảng viên thực hiện tốt phương hướng phát triển đảng tích cực thận trọng phát triển đi đôi cùng với củng cố đảng góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao số lượng hợp lý nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng bộ thành phố, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong thời kỳ mới bằng tất cả sự thành kính, các đại biểu nguyện xin hứa sẽ kế thừa, phát huy xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà đảng và bác hồ kính yêu đã lựa chọn, phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, rèn luyện và học tập, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang 60 năm thành lập tỉnh quảng ninh, 62 năm uông bí xây dựng và phát triển.